Em đi chăn bò đi ông Thận. Bò mát nè, ông nên đi dẫn cho nó ăn, dụ như cái bò nó nghĩa là tao nói gì, con mắt bò rất là to đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái miệng nó khi nào nó cái miệng nó là nó đánh đánh hơi thôi. Đúng rồi. Là nó biết cái cỏ nào cỏ non cỏ già. Đúng rồi. Nhưng mà nó thấy không có xa. À. Do con mắt nó quá to nó thấy không xa. Đúng rồi. Là ông nên đi dẫn tới nó và chỉ nó. À. Cái đó là tôi mới học của mấy trưởng lão nói lại đó. Thiệt luôn á. Tôi có một cái này hay lắm nè. Mà anh mới đi đâu vậy? Đi ra bên kia đang bà Tám ngoài kia kìa. Tưởng đi ra chợ chỗ bán cá mua đồ mua thiếu gì chứ. Thấy đi về tay không à. Không, con nhỏ bán cá bên này nó nghỉ rồi. Hình như tối nó quá sức sao nghỉ rồi. Tối qua nó bình thường nó ở nhà nó lấy đâu đâu mà nó nghỉ. Tôi nói ông nghe một cái này ông đơn giản thôi. À. Nếu mà ông suy nghĩ được thì hay nè. Thí dụ như ông bỏ tiền ra ông nuôi một người đó. Ừ. Tôi hỏi ông một cái câu này đơn giản nữa. Là cái người đó nó có được nhiều khác nuôi không? Mình bỏ tiền ra mình nuôi người ta. À. Mà biết người ta bỏ tiền nuôi lại mình hay không? Dẹp đi. Nói không hiểu gì, dẹp đi. Vậy thôi chứ nãy tính nói gì? Tôi tính nói cái gì mà tôi quên mất tiêu ta. Tôi vừa mới tính nói cái bắt đầu cái ông nhảy vô miệng tôi ông ngồi á. Cái tôi quên mất á. Anh giờ không mà thì cái này hay nè. Nhiều khi tôi đang muốn nói một cái gì đó đúng không? Ừ. Thí dụ như tôi với vợ tôi đang nói chuyện đi. Đúng rồi. Tôi nói thí dụ như là chiều nay anh muốn ăn cái này ăn cái nọ mà đúng tôi rồi. Nói chiều nay anh muốn cái vợ nói là hồi sáng anh em mới ra kia thấy xe tông quá trời nhìn ghê gớm lắm. Ừ. Cái nói chuyện một hồi cái ủa chứ nãy anh tính nói gì em hả? Cái tôi bó tay. Quên rồi. Quên mất. Vậy làm sao mà bây giờ mình lục lại trước được? Chắc mà lục được mình lục. Bây giờ em cho anh ngồi suy nghĩ chứ đến chiều anh cũng không nhớ ra. Trừ khi nào anh yên tĩnh anh mới nhớ ra thôi. Mà nãy có gì hay tôi tính nói không á? Anh muốn nhớ lại không? Để em chia sẻ cách cho nhớ. Ừ. Để em chia sẻ cho nha. Thì mà cái đó là ai cũng hay bị mà. Nếu ai mà đang nói chuyện với giống như mình đây nè, mà tự nhiên người ai đó ngắt ngang qua mà mình quên câu chuyện đó, thì đầu tiên á, cái người mà quên á, hãy lục lại trước là trước cái đó mình nói cái gì và sau đó mình nói cái gì, cái đoạn gần nhất, hoặc là nói cho cái người kế bên là hồi nãy anh nói gì cho em nghe, mà nãy mình đang nói cái câu chuyện gì trước khi nôm na con đó bị cắt hả? Không rồi. Ê. Ví dụ giống như là em sẽ quay lại thời gian, em cũng không nhớ nãy giờ nói gì luôn. Nhưng mà em chỉ nhớ mang máng anh nói một cái vụ gì là tua lại đúng không? Vụ gì nhỏ bắn cá. Nhớ chưa? Chưa đúng đúng không? Chưa. Nhỏ bắn cá là cái gần nhất. Xuống nhỏ bắn cá nữa là như anh nói vụ nhỏ bắn cá, em hỏi vụ bắn cá nay anh đi đâu về? Con nhỏ bắn cá đi đâu? Không nhớ đâu đúng không? Hay là trước đó là anh về nói con bò. Đúng. Tôi nói con bò xong đúng không? Đúng rồi. Chỉ ông bắt đầu cái tôi mới nói là để tôi đố ông cái này được không? Ông làm được không nè? Đố gì? Đó giờ cái câu gì tôi sực nhớ ra nè. À. Đó, đó tôi nhớ đúng nhớ không? Nhớ ông nói con bò bắt đầu tôi sực nhớ tôi nói là đố ông thử ông có giải được không? Nhớ rồi đó. Nhớ chưa? Nhớ. Đó là cách đơn giản thôi, đó là khi ai đó mà quên á mình sẽ lục lại ký ức của mình, lục lại ký ức của người nói và lục lại ký ức mình nghe, miễn sao là cái đoạn trí ức là trước hoặc là sau cái câu mà người ta quên, giống như là khi anh Khải mới đi về nhà tua lại trước là anh Khải nói về con bò, tự nhiên trong suy nghĩ của anh Khải là đang nói chuyện con bò và anh Khải sẽ nhớ về cái câu đó, tự nhiên mình sẽ lục lại con bò, tự nhiên não người ta sẽ bắt đầu nhảy số ra à, rồi con bò ta sẽ quay lại suy nghĩ, lục lại suy nghĩ, hoặc là mình nói trước cái câu đoạn đó, khi anh Khải vừa nói tôi nói anh nghe cái này và mình bè vô em bè vô con nhỏ, nãy em bè vô cái gì ta, em quên luôn rồi. Quên luôn hả? Quên rồi. Để tôi lục lại cho ông nha. Là ông nói là con nhỏ bắn cá hồi tối gì đó. Hồi tối nó đi đâu à? À em kêu là con nhỏ bắn cá hồi tối nó đâu có đi đâu, nó ở nhà bình thường mà. Đúng. Đó thấy chưa? Đó đúng, cách cho mình lục lại trước là như vậy đó. Ý là mình nhờ người ta nhắc lại cho mình quay lại cái đoạn mà gần đó thì mình tự nhiên mình sẽ nhớ lại thêm. Đó cách đơn giản vậy thôi. Gọi là mình tua lại cái câu nói của người ta. Nếu mình không nhớ thì mình sẽ nhờ người nói chuyện mình tua lại cái câu mà sát của mình. Mình mà chưa nhớ kêu sát nữa, ta cố gắng sẽ tìm ý đó. Và cùng chung hai người cứ tua sát sát lại ra thôi, giống như anh mà nhớ và em quên thật luôn á. Em quên thật cái câu nói đó nhưng mà anh nói em nhớ rồi đó. Ê vậy cho tôi tua cái này coi, tua về cách đây cỡ 2 năm về trước rồi. Tua 2 năm trước hả? Tại vì 2 năm về trước mà tôi có quen một người. Anh quen một người anh tua anh nói chuyện với người đó chứ em nói chuyện sao em nhớ được cái tua cái đó mà em nhớ được. Hả? Thì ông anh để tôi tua tại cái ức tôi nó quên á.
Rồi ông hãy tua lại 2 năm gì trước, tôi có quen một người tôi thương người đó rất nhiều. Mà tự nhiên ký ức tôi nó quên mất. Quên đó, anh đi nói chuyện với người ta đây em không biết đâu. Mà người đó tên gì vậy? Tên gì sao em biết được, em đâu có nói chuyện của anh đâu, em chỉ là tua lại trước khi hai cuộc nói chuyện mà bị quên thôi, là mình tua lại như vậy thôi. Đầu hoặc cuối câu chuyện, ý là sát cái câu chuyện mà người ta muốn nói, người ta dẫn dắt giống như anh em mình á, là tự nhiên nhớ thôi. Là tức thời chứ còn quá khứ là không được hả? Quá khứ sao mà nhớ được, em đâu nhớ, anh nói chuyện với người ta chứ nói chuyện với em đâu, xem em lấy lại danh được. Đừng có để cho tôi lục số điện thoại. Đúng rồi. Ok nha.